Ok, hi, xin chào tất cả bạn mang trên kênh của mình. Thì mình là Vinh Bro đây. Hôm nay mình sẽ chơi Gangsta Vegas làm tiếp theo nha anh em. Ok. Nhiều đồ quá anh em ơi. Mơ sẽ mua dần dần nha anh em. Sẽ mua luôn cái đàn này. Ok. Mơ sẽ nâng cấp này. Đấy. Tiếp theo là xuống lục thì sẽ mua cái khẩu nào đây. Mơ thấy khẩu này đẹp này thì sẽ mua đi. Đấy. Lú à? Đu. Ok, mua khẩu này. Tiếp theo. Khẩu gì đây? Ok, khẩu này đi. Ôi khó, chưa mua đạn. Mua rồi. Ok, đến khẩu này. Đu. Khẩu này nhìn đẹp này. Ok, tiếp theo để khẩu này. Sưng bo đây. Ok, sẽ mua khẩu này đi. Đấy, ý khá là ngầu. Sniper. Ok, sniper. Sniper thì mình sẽ mua khẩu này. Khoan, không thích, không đẹp. Ok, mình sẽ mua khẩu này nha. Let's go. Mặt lạ thì mày không mua. Không thích. Ok, mình sẽ mua xe đi. Mà thôi, nghĩ lại là thôi, mình sẽ mua không xe. Không mua xe máy được. Sẽ mua xe khác. Xe này à? Wow, kéo khá là mỏi tay. Ok, mình hát rồi nha, hát rồi. Hát nên rồi lên anh em đừng ấy quá, hát rồi. Ok, mình đã hát rồi lên các bạn. Thì ở tập trước mình cũng hướng dẫn các bạn rồi. Hy vọng các bạn sẽ nhận được cái đấy của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhận được cái đấy của mình, ok. Đéo. Thì ok, anh em đợi mình chút để mình mua quần áo đã. Cái đó chỉ được 6 cái nè. Khoan. 15 thôi. Xem nào. Đây. Giáp cũng vậy. Súng cũng vậy. Xe đéo. Ok, anh em đợi mình mua quần áo á. Ok, sẽ mua quần áo của cảnh sát nha anh em. Đây, quần áo của cảnh sát nó nằm ở đây này. Đâu ra? Đây. Đây, tiếp theo là đến áo này. Đây này, cho nó ra đây. Đấy, không phải đâu. Đây này. Đấy, mình sẽ mua tiếp nhá. Đâu ta? Ôi, đến phần này rồi mà. Ok, xem nào. Phát xem nào. Ok, ui nhầm. Dưới cái áo xanh xanh gì đấy. Hay có phải không ta? Chắc
Đây đây đúng không? Nghỉ mẹ đi. Ok, mình sẽ mua cái quần luôn đi. Ơi, đáng chuyện quá. Ok, nên thu cạp cho mình. Rồi ok. Thì anh em đổi cái mũ này vào thì sao? Đây là mũ của cảnh sát lên anh em đi trộm xe. Anh nhìn nếu anh em đổi cái mũ này vào anh em đi trộm xe rồi là anh em sẽ không bị làm sao nhá. Mà khi giết người thì các bạn sẽ bị. Ok. Ô. Đâu. Lắc qua anh ạ. Ok. Đây. Chiếc xe quả chuối của chúng ta. Đậu. Đậu má anh em ạ. Wow. Phê. Ok. Ui. Ok anh em. Ok. Ok anh em. Lái rất là phê luôn. Lái chữ easy. Ok anh em. Lái rất là phê luôn. Hello. Ok. Wow. Nhập. Mày chạy đi đâu thằng kia? Thằng chó. Tao thuê cái xe tao đụa chết mày anh em ạ. Mình sẽ thuê cái xe để đụa kỳ thằng đấy. Vì cái tội dám đâm mình. Mình rất là thích lái cái xe nào ta. Đu 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 anh em ơi. Wow. 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 Mình sẽ thuê cái xe của ma tốc độ anh em ạ. Đẹp vậy là. Kìa xe của ma tốc độ. Wow. Nhìn rất là ngầu luôn anh em ạ.
Ok, xe của ma tú lộ lại. Ui. Ok, lái rất là phê luôn anh em ạ. Xem mà tốc độ anh em ạ. Ủa đậu. Ok, thì con mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu anh em thấy đừng quên cho mình like, share, subscribe nhá. Bye bye.